Trước thì nó bình thường kiểu ngồi nó không đau như này, nhưng mà ba hôm nay thì ngồi đến chân đau nhiều lắm. Khoáng hơn, sảng khoái hơn, mềm hơn nhiều, hơn nhiều luôn. Bình thường vừa nãy để em không cúi được như thế đâu. Không. Rồi em bị đau ở đây. Em đau ở cái đốt lưng ở dưới này. Bây giờ ngồi nó chằng nó hai cái chân này. Bị đau cũng bị tương đối lâu rồi, hơn chục năm rồi. Nhưng trước thì em chụp phim thì phiết cho cái cuộc sống. Chụp phim ấy thì ở đấy chụp cổng từ thì mình đã bảo nó đốt 4 đốt 5 ở cổ là bị vôi này. Đốt 5 6 ở dưới vôi. Nên đốt 4 ở dưới thì có bị cái đệm. Trước thì nó bình thường kiểu ngồi nó không đau như này, nhưng mà ba hôm nay thì ngồi đến chân đấy hết nó chạy xuống dưới chỗ bắp chân này. Bây giờ ngồi đến trên đau, đau cả hai chân này. Ngồi rất là khó chịu. Bình thường. Dạ. Đây sao? Phải có ạ. Đây đâu? Đau nhiều lắm. Là 4 lợi là 5m1 này nó nhiều hơn. Thấy đau không? Đây nè. Đỡ đau như này. Bây giờ hiện tại cái nằm này nó có tay. Nó nằm được không ạ? Như kiểu mình ngồi nó bị nhiều ngồi. Còn bằng cái đau. Mấy cái chỗ đấy thì đau. Nó co cứng hết cả những cơ thể sống mà. Lắm lúc mà nó đau cái phần này em còn kiểu như phải dây dây ở này để cho nó mềm ra. Và nó đỡ đau đúng không? Vâng. Cái lưng của em với cả cái cổ của mình thôi thì đấy thì nó cũng có cái dấu hiệu thoái hóa từ rất là lâu rồi thì cũng không ai tránh được cái việc đó. Rồi cái lưng của mình thì nó vừa thoái hóa nó vừa thoát vị đĩa đệm với là nó mới một đấy, dẫn đến nó chèn ép dây thần kinh nó mới tê xuống chân xuống mông. Thì vấn đề là bây giờ mình cần phải làm những cái gì mình làm, thứ nhất là mình không thể nào một cái cách nào mà mình làm được lại nó trẻ hóa lại như ngày xưa. Không thể. Và vấn đề là cái này thì mình điều trị làm sao để cho cái cường độ đau nó giảm đi và khoảng cách thứ hai là nó xa nhau ra. Đấy, bên cạnh đó thì mình sẽ tập những cái phục hồi đấy để làm sao cho nó không bị lại, nó hạn chế bị lại một cách tối đa, mà nó bị lại thì nó bị nhẹ nhẹ thôi. Đấy, kiểu như thế. Thế cái này bây giờ phương pháp điều trị như thế nào? Cái phương pháp điều trị của mình ấy thì là thứ nhất, điều đầu tiên ấy là cái vật lý trị liệu. Rồi, vật lý trị liệu. Điều đầu tiên của nó là như thế. Vật lý trị liệu thì gồm những cái gì? Điện xung hoặc ngoài siêu âm, vi sóng, sức quay, massage các kiểu theo đúng cái pháp đồ điều trị. Rồi đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình phải tập cho tất cả những nhóm gân cơ xung quanh nó khỏe lên, nó hỗ trợ cho nó. Ví dụ như là đối với cái cuộc sống thắt lưng thì là tập cái nhóm cơ bụng này, cơ lườn này các thứ thì nó sẽ giữ, và cơ lưng nữa nó sẽ làm cho nó cái cuộc sống nó vững lại hơn đó. Cái thứ ba nữa là cả cái cổ thì cũng thế, cổ thì mình cũng tập cho tất cả các những nhóm gân cơ cái thứ nó khỏe lên, nó hỗ trợ cho thì nó sẽ tốt cho cổ hơn. Và một số những động tác mà cảm thấy là nó hay bị đau, nó khó chịu cái thứ thì lúc đó thì mình sẽ cần điều chỉnh. Thật ra là chỗ thắt lưng này thì đỡ mỏi hơn. Nó mềm ra hơn. Khoáng hơn. Sảng khoái hơn. Em thấy cái lưng với cái cổ thì nó thoải mái hơn rồi. Cái cổ
mềm mềm lên một chút đấy ạ. Ừ, cái lưng này thế nào? Anh cứ để đấy. Mềm hơn nhiều đấy. Hơn nhiều luôn đấy. Ừ. Bình thường vừa nãy để em không cúi được như thế đúng không? Không phải mềm lắm. Đúng rồi. Cúi nó không đỡ đâu. Trước mà cúi tầm này là nó cũng căng lắm. Là đau lắm rồi đúng không? Ngay tầm này cúi là cảm thấy là nó mềm hơn rất nhiều. Ừ. Nhưng mà đêm nay để theo dõi xem là như thế nào. Đấy, hôm đêm biết nó đau, nó khó ngủ luôn. À, chỉ cứ thế thì bị dần đau nhiều rồi đó. Đau như đêm ngủ đêm bình thường ấy. Ừ, nó quen rồi đúng không? Vâng. Bây giờ thì nó dễ chịu hơn nhiều rồi đúng không? Vâng. Thôi thì cứ chăm sóc thôi và tập dần dần rồi cho nó.